Hi everyone, my name is John, and today I'm going to help you to do the homework. So let's get started. Chào mọi người, mình là John và hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người làm homework cuối cùng lesson 5 trong cái khóa học của chúng ta ha. Đây là một âm khó nhất nên mình sẽ học, đó là âm chờ trong từ nên chờ. Ok, thì buổi trước thì chúng ta đã học các cái âm là bao gồm là âm r và âm tờ đờ rồi. Cho nên đây là một cái khi mà các bạn đã đọc được âm r với cả âm tờ đờ rồi ấy, thì các bạn đọc về âm chờ với cả âm chờ nó rất là dễ ha. Thì mình sẽ bắt đầu nhé. Đầu tiên âm chờ là một âm vô thanh không có rung cổ họng ha, và r là một âm phát âm tương gần gần giống nhưng mà nó rung cổ họng đó. Đây là một cặp vợ chồng ha. Và cái bài này thì âm chờ và r mình sẽ đọc nhé. Đầu tiên thì mình có cái âm chờ đầu tiên, chữ màu xanh, thì nó phát âm rất là đơn giản. Mình phát âm chờ trong tiếng Việt, sau đó mình bật hơi bằng cách là mình nén hơi lại và mình phát âm chờ trong tiếng Việt thôi. Đó. Ví dụ này, âm chờ trong tiếng Việt mình đọc là chờ, thì bây giờ chờ trong tiếng Anh mình đó, bằng cách là mình đặt cái lưỡi của mình vào dưới chân răng hàm trên nhé, mình chuẩn bị nó âm tờ ấy. Nhưng mà thay vì mình nói âm thì mình nói âm chờ ra cho mình và bật ra chờ chờ, làm sao sẽ có một cái luồng hơi nó bật ra nhá. Âm tiếng Việt này chờ, âm tiếng Anh này đó, mình phải nén được cái hơi á, bật ra ha. Đó, cái này dễ lắm, gần như mọi người ai gần như có thể làm được. Còn tiếp theo là âm chờ là âm khó nhất. Âm chờ lý thuyết ha, nó là âm chờ nhưng mà là rung lên là chờ. À, nhưng mà đọc cái này thì sẽ hơi khó. Vậy thì mình hướng dẫn các bạn đọc. Đầu tiên các bạn phải đọc là âm số 3 này trước. Và lệnh buổi trước thì mình đã đọc rồi. Các bạn có thể coi cái video hướng dẫn của mình ha, buổi trước ha. Đây cái âm r. À, bằng cách là mình đọc cái âm r, nhưng mà mình không đọc là r r r ha. Mình đọc là r r. Mình ru rung cái đầu lưỡi lên và r. Sau đó để mà đọc được âm dr ấy, âm hai cái này, thì khẩu hình miệng của mình nó bắt đầu bằng chữ đờ và mình nói ra âm r này nhé. Chuẩn bị nói âm đờ r thì mình chỉ đặt cái lưỡi và chuẩn bị nói âm đờ thôi, nhưng không không nói âm đờ mà mình nói sang âm r luôn. R. Làm sao cổ họng mình phải rung và vẫn phát âm được, nghe cái tiếng hơi hơi giống âm r nhưng mà nó là r, nó nhẹ hơn r đó. Vậy thì âm đấy khó ha, khoảng 10 người thì buổi đầu học ấy, thì may ra hai người đọc được đó, nên là cái này luyện cần thời gian. Ok, và bắt đầu mình bắt đầu vào câu nhé. Mình cái luyện cái âm khó trước dễ sau ha. Âm j j mình sẽ đọc từ này là thế, để mình sẽ show ha. Ok, vậy mình sẽ có cái từ này. Ja. Ja. Jane. Jane. Ok, mình sẽ không đọc là Zen. Zen là sang âm Z rồi nhé. Giờ Zen. Mình không đọc là Yen. Yen là sang âm dễ dãng vậy. Mình cũng không đọc là Chen. Chen là sang âm chờ rồi. Mình đọc là Jane. Cái âm đời giờ này. Jane. Jane enjoys his age. Jane enjoys his age. Nối âm chỗ này nối âm hơi khó, các bạn có thể tách ra cũng được. Hơi cái này hơi bị tongue twister, hơi bị cuốn lưỡi ha. Jane enjoys his age. Chữ age, mình đọc là age, age, j, j. Mình không đọc là age nhá. Age, đúng vậy. Age. Jeep, Jeep. Jack is driving a Jeep. Jack is driving a Jeep. Job, job. George, có âm r cong lưỡi ha. George, có âm r cuối từ này rất khó đấy. George enjoys his job. George enjoys his job. Ok, chữ E phải đọc là E, his, không đọc là his.
chứ job đọc là job không đọc là job nhé, đọc là a không đọc là o, anh Mỹ đọc là a không đọc là o. Ok, fridge, fridge cái tủ lạnh. Ok, đọc là e không đọc là i không đọc là fridge mà đọc là fridge, fridge. Large cong lưỡi này, lar lar, a large fridge. Ok, Jane yêu thích công việc, ân nhiên yêu thích độ tuổi của anh ấy. Cái Jack là đang lái cái xe Jeep, cái ông Job này thì yêu thích công việc của ông ấy. Một cái tủ lạnh to ha. Tiếp theo, nó âm trời trong tiếng Việt nhưng cũng bật ra là được, rất là dễ. Ai nói nó âm tờ rồi ấy, thì nó âm chờ nó dễ dễ cũng khẩu hình bật ra âm tờ thôi. Chain, chain có âm n âm mũi thì ngân ra chain. A chain and a choker, a chain and a choker, cố gắng cong lưỡi ha. A chain and a choker, một cái xích và một cái vòng đeo cổ này. Cheap âm p bật cuối này, cheap rẻ. The cheese is cheap. The cheese is cheap. Cái cheese này, phô mai này là rẻ. Chop, chop bằng cái từ cut, cái từ chặt nhé. Chop, mình đọc là chop, a không đọc là o, chop nhá. Chop là anh Anh rồi, anh đi. Chop, chop, thở cuối. A cheap chopping board, a cheap chopping board. Ok, mình đọc là cheap, mình hạ, tức là mình cheap, chứ mình không đọc là cheap, nhưng mình không đọc là cheap, không kéo lên mà mình là cheap, gần giọng xuống nhưng kéo dài ra. Chopping, chứ mình đọc là ping, e, không đọc là ing, không đọc là chopping, mà đọc là chopping. Board, board, cong lưỡi ha. A chipping chopping board. Ok. Rich, rich. Không đọc là rich, y, mà đọc là e, rich. China is rich in culture. Culture, cong lưỡi. China is rich in culture. China is rich in culture. Ok, good. Sau khi đọc xong rồi mình ra chuyện là chunking. Đây là cái phần khó nhất và cũng là hay nhất trong tiếng Anh nhé mọi người nhá. Người ta gọi là chunking, là về lý thuyết ha. Khi mà mình nói á, một câu, ví dụ cái câu đầu tiên ấy ạ, in every time I often get, thì trong một cái câu này nó sẽ có những cái cụm nào mà có nghĩa, nó nghĩa theo cụm nhé. Ví dụ in every time là một cụm có nghĩa, I often go shopping là cụm có nghĩa, with my friends. Thì nếu mà trong câu khi mà nói để nói hay được ấy, thì mình nói mình phải đọc các cái cụm có nghĩa này nó phải liền nhau, và mình ghép các cái cụm có nghĩa này với nhau nhé. Chứ trong tiếng Anh khi mà học ấy, nếu mà mình không học học theo các cụm này mà mình đọc theo từ ấy, thì mọi người thử tưởng tượng này, một câu này nó có khoảng 20 từ và mình ghép 20 từ với nhau mình đọc thì nó rất là vất vả. Nhưng ở đây có 2, 4, 2, 4, 5, 5 cụm thôi. Mình ghép 5 cụm với nhau, nó sẽ dễ dàng hơn nhiều với cả ghép 20 từ với nhau, đúng không? Đó. Cho nên là những cái cụm này thì mình phải đọc nó trơn tru đi, nó không bị vấp một tí nào nhé. Sau mình chuyển sang các cái cụm khác thì đọc tiếng Anh nó mới rèn được cái độ nói nhanh được. Nhiều người nhé, chỉ học cái từ in my free time đơn lẻ thôi, họ không thuộc cả cụm này. Thì lúc nói trong thời gian rảnh của tôi thì người ta nói là in my free time mới bắt đầu dò. Như vậy thì chậm lắm và không được. Nói không, nó rất lâu để chuyện. Nhưng mà học theo cụm ấy là phải học thuộc cái cụm in my free time này. Và khi nói trong thời gian rảnh của tôi, in my free time, à, in my free time, nó không bị vướng một cái gì ha. Vậy thì học thuộc là phải học thuộc những cái cụm này ha. Và trong câu cũng vậy ạ. À, thường trong câu ấy nó sẽ có cả cái trăng này, mình phải nhóm với nhau vào và mình đọc liền, không được đọc rời ra. Ok, đây mình sẽ đọc nhé. Đọc my free time I often go shopping with my friends.
on the weekend at the supermarket. Cái này vẫn dơ một vấn đề. Đó là sau mỗi cái trang này, sau mỗi cái trang này nhá, mình lại nghỉ. Nhưng mình ngắt nó luôn rồi, như kiểu nó rời rạc, như đọc như robot ấy. Vậy thì bây giờ các bạn phải làm cho mình một cái động tác nữa, mà động tác này cũng không quá khó đâu. Đó là các bạn hãy luyến ở cuối, luyến và ngân ở mỗi cái trang này nhá. Hãy tập luyến và ngân ở mỗi cái trang này. Tức là mình sẽ không dừng bụp một phát đâu, là mình sẽ nghỉ bằng cách mình luyến nó ra, mình ngân nó ra nhá. In my free time, I often go shopping with my friends on the weekend at the supermarket. Để luyến nhá. In my free time, I often go shopping with my friends on the weekend. Chứ mình không đọc là In my free time, I often go shopping with my friend. Nó bây giờ dạc rồi. Mình tập luyến ha. Luyện giọng mình tập luyến. Và cả cái câu dù dài như thế nào thì mình chỉ đọc một liền một hơi duy nhất. Chứ không bao giờ được là đang đọc đến nửa chừng hết hơi rồi lại một lại In my free time I often go shopping with my friends, được không? Mình phải lấy một cái hơi thật dài, đọc hết. Từ mình luyện bình thường sẽ không có câu dài này đâu. Nhưng đang tập luyện này thì mình lấy một hơi thật dài. Hít sâu vào. Sau bắt đầu là bắt đầu này. Em thả hơi từ từ nhé, không được thả hơi quá, không kịp đến cuối đâu. Hít vào. In my free time, I often go shopping with my friends on the weekend at the supermarket. Ok. Mình đọc được như vậy vì sao? Bởi vì mình đã những cái từ này. In my free time, mình đã thuộc lòng lòng rồi, lâu lâu rồi. Mình đã lặp với nhau rồi. Cho nên là khi mà mọi người đọc ấy, mọi người phải thuộc những cái cụm này. Nhớ, thuộc những cái cụm này một cách là mình đọc nhiều, mình đến tối thuộc ấy thôi. Thì nó mới trôi được. Nói nó mới nhanh được và nó mới mượt mà được ha. Đó, đây là cái kỹ thuật. Chunking là cái kỹ thuật. Đói thì dễ nhưng mà làm thì khó và phải rất là khổ luyện. Mọi người muốn giọng hay thì mọi người phải tập trăng nhiều nhạc vào. Ok, vậy thì mình sẽ bắt đầu tập trăng ha. Nhưng mà trước tiên á, mình sẽ đọc là từng từ một nhé, sau đó mình mới đọc trăng ha. Ok. In my free time, I often go shopping with my friends on the weekend at a supermarket. In my free time, I often go shopping with my friends on the weekend at a supermarket. In my free time, I often go shopping with my friends on the weekend at the supermarket. À, câu này là nó hai câu nhá, nó không phải trăng nữa nhá. Câu này nó là hai câu đấy nhá. Nếu không trăng nó mình ngừng ở đây được nhá. Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen. My name is Jerry. Sorry, Jerry. Ladies and gentlemen, nghỉ, đây là nghỉ nhá, không phải là trăng nữa, nghỉ hẳn luôn, ngắt luôn đấy. Ladies and gentlemen, lên đầu câu, lên giữa câu, xuống cuối câu. My name is Jerry. Ladies and gentlemen, my name is Jerry. Bây giờ đầu có trăng này, có trăng đấy nhá, cả đoạn này trăng hết này. Today, I'm gonna tell you about my boyfriends. My boyfriends. Cái chỗ này bỏ chữ y giúp em ha. Bỏ chữ y giúp mình ha. Bỏ chữ y đi nhá. Cái sai đấy. His name is Ninja. Mình đọc là E Ninja. Không đọc là Ninja nhá. Nên E Ninja. Từng cụm, từng trang một nhưng mà chưa có ngân nhá. Today, I'm gonna tell you about my boyfriend. His name is Ninja. Ngân này, luyến ngân nhá. Today, I'm gonna tell you about my boyfriend. Đây là có dấu chấm là dừng nhá. His name is He lives
N, cho nên là N, E, N. A village. In Japan has job. Chỗ này là bây giờ hiện đang viết là chữ ơ nhá, là dạng nhẹ, nó mình sẽ sửa lại thành dạng y, là dạng mạnh nhá. Has job as teaching Japanese. Nhìn thế này, trang này. He lives in a village. Village, không được là village. Village in Japan has job as teaching Japanese. Đọc đọc các câu nhé. He lives in a village in Japan. Ở chỗ này là trang này không hay ha, các bạn đọc luôn cái này, biến biến cái này thành một cái trang nhá, nối âm luôn này. He lives in a village in Japan. His job is teaching Japanese. He is gentle and, cho nên là on and never cheats me. He, nhờ đọc vào theo chân. He is gentle and never cheats me. He's gentle and never cheat me. Ngân nhé. He's gentle and never cheat me. Chỗ này không có trang là một câu luôn này. We are a perfect match. Match. Mẹ nhé. Anh biết nhé. Match. We are, con lưỡi. A perfect, con lưỡi. Match. We are a perfect match. I usually, này. I usually feel, đọc e o, feel cheerful when being, anh nhá, không là being mà là being with, đọc là with, không đọc là with him, đọc là him, không đọc là him. When being with him, hai cái chân nè. I usually feel cheerful when being with him. And, con đọc là in mà đọc là e, and the future, con lưỡi chờ, con lưỡi nè. Future, trong tương lai. I wanna, bằng want to ha. Marry, John, đọc là John, A, không đọc là O nhé, anh nghĩ. Because John is more, con lưỡi có rồi, con lưỡi. Charm, charmer, con lưỡi. Charming, không đọc là charming mà là charming. Then ninja, chỗ này thì có nhiều trang lắm. In the future I want to marry John because John is more charming than ninja. Thank you for your listening. Thank you for your listening. Đó, vậy thì cố gắng ha, chăng là mới khó đó. Một người tập làm. In my free time, I often go shopping with my friends on the weekend at the supermarket. Ladies and gentlemen, my name is Jerry. Today, I'm going to tell you about my boyfriend. His name is Ninja. He lives in a village in Japan. His job is teaching Japanese. He's gentle and never cheats me. We're a perfect match. I usually feel cheerful when being with him. In the future, I want to marry John because John is more charming than Ninja. Thank you for your listening. Đó. À, mọi người mới tập luyện sẽ thật khó đấy. Nhưng mà cố gắng ha, để mọi người biết được quá trình để luyện giọng hay là nó phải như thế này ha. Cố ha, mọi người sẽ record quay lại màn hình, sau đó gửi lên cái nhóm Go Sensei English, up lên cái nhóm YouTube hoặc là up video trực tiếp lên nhóm Go Sensei English Club và tag mình vào Trịnh Đình Tiến để mình chữa cho ha. Ok, good luck.